Chú nói ở dưới bên chú thì cũng có nhiều Có chỗ nhiều chỗ lắm á, à, ở Nguyễn Thị Thực quận 3 nhiều lắm á, mà mình không gắn á. nên là từ đó chú chạy qua đó nó cũng gần đúng không chú? À đúng À, rồi. cũng cũng tôi cũng tội nghiệp đó, đó. Nếu mà từ ở Nhà Bè đó chú ở đến Nguyễn Thiện Thực thì nó quá trời, nguyên một À. cái nguyên một gọi là cái phố phố đàn Phố luôn, phố phố đàn nghe phố người đàn luôn ta. mà chú ấy dẫn đến đây chạy cả tiếng đồng hồ đến đây. Cái này là con cảm ơn chú, cho nên là con mới mới làm cho chú là tất tần tật hết như một cây đàn, có khoảng 80% mới là bây giờ luôn bây Rồi giờ. à, anh em nào có chơi guitar có thích thì cứ ghé Sếp Bảo nha. Rồi, con cảm ơn chú. À. Rồi, hai đứa. Hello, xin chào mọi người, xin chào anh em ơi, em là Thắng đây. Ở đây là hôm nay là có một chú khách cũng khá quá là dễ thương. Chú ấy từ ở Nhà Bè hả chú? Nhà Bè Nhà Bè lên đây được khoảng có bao lâu hả chú? tiếng à, tiếng hơn Dạ, hồi nãy chú tên gì chú nói con quên à, nè. Tuấn Tuấn Chú 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 Tuấn. Chú Tuấn là ở Nhà Bè. Chú Tuấn ở Nhà Bè mà rồi chú Tuấn cũng coi trên trên cái YouTube vô á. trên YouTube đó, của bên Bảo Guitar mình nè. Rồi chú ấy đến là để lắp cái con EQ cho cây đàn của chú. Lúc đầu thì chú ấy đã có cái con EQ rồi. Cây đàn này là của chú anh em ơi. Đây để mình để gần lại cho anh em xem nha. Đó. Đó cây đàn lúc đầu là EQ của chú là như gì? Cho nên chú nói cái âm thanh nó dở quá, nó chú không thích nữa. Cho nên chú quyết định là lên thêm một con EQ nữa. EQM2 thứ 5 cô nè. Đó, đuôi dắt là nằm đây. Đó, cho anh em thấy nè. Lại dần cho anh em thấy rõ luôn. Đó. Cây đàn này của chú là nó bị phù phím rồi, nó bị cong cằn lum la cho nó rồi cái phím nó bị ố vàng á. Rồi lại đây rồi con làm hơi giùm cho chú hết. Con canh con thẩm phím lại chú bây giờ là chú không con thấy không? Con hạ sành chú thấp hơn, chú thấy thấp hơn gấp phần nửa của bên kia không? Đó. Con hạ nhưng mà con canh con thẩm phím lại đó, con canh cái phím lại là bây giờ nó hết rè chú rồi, con hạ thấp nó cũng không rè nữa rồi. Con C3 đàn con làm cho đàn chú bây giờ mấy cái phím rồi chú coi nữa, chú coi chú tức nó lại nó sáng bóng luôn chú. Bây giờ chú đánh lên lo đi ha, bây giờ cho chú đánh lên lo thử cái đi, rồi bây giờ chú đánh đi, rồi đánh thử một đoạn đi chú. Show trống gần 30 năm rồi đó anh em, là trên đây mà có nhu cầu hay là có show nào trống gì đó có thể gọi cho chú số điện thoại chú số mấy hả chú? 0918 0918 có gì nữa hả chú? 198 183 198 183 0918 198 183 chú đúng. Tuấn. Chú Tuấn chơi trống già đỉnh lắm anh em ơi. Chú ấy chơi guitar là cũng tương đối ok lắm á. Rồi bây giờ này nó có chức năng chiều nãy chú hỏi con là cái Bluetooth đúng không chú? Bây giờ đó bây giờ nó này chú mua mở Bluetooth thì chú mở từ đầu lại ha, con chỉ chú luôn để chỉ cho các cả các anh em luôn. Anh em nhắn vô chủ chữ Vol nè, xong anh em nhắn vô cái bên trái hai nút bên trái nút chính giữa là cái nút delay reverb rồi đó. Thì giờ chú nhắn bên nó bên 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 đây bên tay phải đúng rồi, nhắn vô chú 3 giây thôi chú. Đó nó nghe cái tiếng đó là ok rồi. Bây giờ chú cầm cái điện thoại chú đi đó, chú kết nối vô Bluetooth cái đi. Chú kết nối vô Bluetooth để vô cài đặt, cứ kết nối vô Bluetooth đó. Đúng rồi, chú kết nối vô đi, chú bấm vô đi. Đúng rồi. Rồi để coi rồi chú tìm thiết bị đó 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 à, đúng rồi em nói là để thử MMG MUS là nó là chú bấm vô cho nó ghép nối ghép đôi Ghép rồi. đúng rồi đó, Nói ghép đôi rồi. là nó sẽ hiện vô vậy. Rồi bây giờ chú vô YouTube thôi, YouTube chú muốn chơi cái trống là bài nào có trống nào cũng có hết mà chú hát karaoke lên chú list thì cũng được luôn. Chú vô YouTube bên chú nằm đâu ta? Đây YouTube đây đây đúng rồi đó, bây giờ chú bấm vô vô cái nền vô trống nền,
chống nền của điệu gì đó, giờ chú muốn điệu gì? Rumba đi. Rumba rồi, chú bấm vô từ chống nền rumba, nó sẽ hiện ra. Bấm vô tìm kiếm. Đúng rồi, vô tìm kiếm đó chú, đúng rồi, chú bấm vô từ chống nền rumba. Chống nền rumba. À, rumba rồi, chú muốn cái tempo của chú là bao nhiêu là nó sẽ trên đây nó cũng có cái tempo cho chú y nhiêu. Tempo 83 đúng rồi đó. Tempo 83 đúng rồi, đúng chuẩn luôn hả chú? Ừ, đúng chuẩn luôn. Nếu mà quýnh tempo 80 cũng vẫn được không chú? 80 vẫn được, 83, 85 trở lại. À, dạ, còn đúng rồi. Đặc biệt có chỉ có một bài cái gì mùa xuân đó ta quên rồi, lâu quá. Mùa xuân của mẹ hay gì chú? Không phải, anh cái bài đó tempo tới 90 luôn. 90 luôn hả chú? Ừ, nếu mà mình nhảy quên thêm chút nữa thì mà nhảy lên chín mấy là nó 90, là nó cũng qua bossa luôn rồi. 90 là nó gần nhau. Thì nó cũng vòng trong đó thôi. Dạ. Rồi bây giờ chú bấm vô, chú bấm vô cái nào cũng được. 83 chú bấm vô đi. Đó. Đó chú giận lùm lớn lên, chú giận điện thoại chú lớn lên. Điện thoại chú cho nó hết máy lên. Đó. Rồi chú tắt quảng cáo rồi đó. Dọn volume này lên rồi để chú đàn đàn. Rồi giờ chú đàn thử coi. Rồi đó rumba tempo 83 nghe anh em. Nó có đủ loại tempo cho anh em lựa chọn hết chưa? Chú ấy là một nghệ sĩ đa tài anh em. Chú ấy biết nhiều nhạc cụ lắm. Chú ấy chuyên nhất là trống. Chú ấy đang nghiên cứu trống hơn 30 năm nay rồi. Nó giữ tempo cho mình đó chú. À. Quá hay. Tuyệt vời đó. Chú không chìm của quýnh vậy là quá ok rồi. Đó. Cho nên nó có tất chống nền, nó có tất cả các điều cho mình luôn chú. Chú muốn chơi reggae hay swing đó, hay là bass solo hay là mambo, hay là chú chơi điều gì chứ hay là chú chơi điều calisto, nó cũng có calisto luôn. Con nó lộn qua calisto, con nó lộn qua tới huấn luyện viên calisto luôn. Calisto đầu calisto. Đây nó cũng có xì lô bọt cho mình luôn nè, có xì lô bọt à, có đi xuân có luôn á. Đó. À, chú thấy ok không chú? Chú tội đánh là có dàn phím chú con thấy thế này con làm nó chiếu ok rồi. Quá. Ừ, cái cá sành cho chú nè. Chú thấy ok không? Có cái điều gì nếu mà chưa đạt thì chú cứ nói con để con chỉnh sửa okay, cho chú. Ok ok được. Dạ. Nè chú coi phím là có sành hạ cho chú nó thấp rồi nè. Hồi nãy cây đàn này là một cây đàn công cần á anh em. Rồi với cái phím nó bị phù á, là cho nên là nếu mà để action xuống thấp là nó sẽ bị ghè, hạ dây xuống thấp nó sẽ bị ghè hết, cho nên là bắt buộc là chú phải làm ở trên cao rồi lại đây rồi mình chỉnh canh chỉnh lại cho chú, mình tiến hành mình hạ rồi làm cho nó chú ngon lành hết đó. Cái đàn là chú mua cũng lâu ha chú, đúng rồi. Dạ. Con cảm ơn chú đã tin tưởng bên shop Bảo Guitar của bên con đến để ủng hộ con, như là lên là để gắn cái con EQ cho cây đàn của mình, gắn cái con EQ M2 này. Ngày xưa giờ mình chơi cái EQ này thì giờ nó hơi chán rồi, nó hơi dở đúng không chú? Dở quá chú, không thích ta chú. Đúng rồi. Nó chạy nó có
có sẵn mà nó dở. Nó dở đúng rồi. Ờ, nó hay bị feedback với nó nãy con thấy con canh tiếng là nó có tiếng lép, tiếng này nó dây 1 với dây 5 nó bị lép rồi, dây 6 nó lép luôn. Cái này là cái volume. Volume đúng không? Lớn nhỏ thôi. À. Volume nó nhỏ dưới nút nguồn. À. Chú mở nguồn lên. À, đó. Volume. Đúng rồi, đó chú à. Đó, chú dặn nhỏ là nó sẽ tắt luôn. Ờ. Đó. Đó, chú dặn nhỏ là tiếng đàn của chú là nó không còn nữa. À. Còn cái nói Bluetooth lên cho đi cậu chú. À, còn cái này là chú dặn lên là nó để nó có tiếng đàn cho chú lít, chú đánh điểm hát to này cho nọ đâu á. À. À, còn lúc này là cái dòng ở trong là cái delay á chú. Delay là cái tiếng nó lặp lại cho mình hoài á. Còn cái gì vờ là cái tiếng vang á. À. Thì cái canh cứ 30-35 đúng rồi hay. Đó là tùy theo mỗi người mà, nhiều quá anh em chơi ờ đúng nhiều quá cũng hay ít quá thì nó cũng hay là thằng này là cái chú bấm vô là để nó kết nối với Bluetooth chú mỗi Bluetooth thì chú phải bấm vô không cần lớn nhỏ hả thằng này nó không lớn nhỏ bấm vô là ờ. Dưới có một cái thứ hai nữa là chức năng của nó là để gõ thùng nó có cái mic lên nó tạo tiếng mic lên nó hút vô chú chú nói chuyện về nó cũng hút vô nó thì mình lo chú nói chuyện alo nó nói chuyện nó hút vô mạnh lắm. Con nghe nó chú hài lòng là con vui rồi, con làm cho vị khách làm gì. Hôm nay nói hài lòng là con vui rồi. Con canh nãy giờ con canh cho chú là khi nào mà nó đều hết là con mới thôi chứ thôi là chưa đưa chú rồi. Nó hay hú là tại mình lớn quá. Đúng rồi, lớn quá chú. Lớn là cái này phải không? À dạ. Kết ở đây đi hả chú. À, con test là để test lên cho mọi người cho anh em được nghe luôn. Chú đăng cho mọi anh em mọi người trên YouTube mà nếu mà không có cơ hội là không có dịp là lại đây á thì cứ gửi đàn, cứ gói đàn xong rồi em bảo sẽ liên hệ với bên giao nhận. Mấy nhóm anh em mà ở tỉnh xa chứ chú. À, còn chú như chú mà vòng vòng ở Sài Gòn thì có thể nếu mà cực chút thì có thể chạy lại đến con để con câu trực tiếp luôn. Coi trực tiếp rồi chứ rồi chú mà muốn thích cái nào chưa được cái nào chưa đạt đó chú nói con luôn rồi chú muốn canh chỉnh thì sao chú nói con luôn thì nó tiện hơn con đưa chút chơi cảm nhận chừng nào chú nói ok rồi là nó mới xong đó còn mình tắt thì bấm chú thôi. Tắt Bluetooth thì mới bấm đây là tắt hết luôn đúng rồi tắt hết luôn còn mình mở lên thì mình canh ba thằng mấy đúng rồi là cái đó là chú tùy rồi, bây giờ mình mở thì mình mở lên đúng rồi đó chú mở lên đó rồi giờ chú mở lên chơi thôi rồi chú đánh thôi đó. Ở đây là con cũng có hai cây đàn con làm sáng giờ hai cây đàn của một anh là cũng ở thành Sài Gòn luôn anh này là anh thì là gắn cái EQ301 cho cái cây C7 của anh á chú. 301 hay hơn đúng rồi 301 thì cái tiếng nó trong hơn nó sắc hơn chú. 301 thì nó không hiệu ứng gì cho cái đàn chú gan sao thì nó gan vậy. Đây là cái cây 301 của anh nè anh em ơi. Con hồi mình làm cái clip sau rồi mình sẽ demo âm thanh cho anh em nghe nha. Đó cây này gần gần xong rồi chỉ còn thay dây bộ dây Savarez vô nữa là xong rồi. Dạ. Mình xài gắn âm ly thì mình phải tắt xong mình gắn vô. Đúng rồi, mở lên như vậy. Rồi. Nếu không là chú mở lớn quá chú mà. Đúng rồi. Để cắm vô cái là bịch cái là bữa nào cháy lo chú luôn á. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Rồi, đây là cái lo cho chú ha. Rồi. Rồi, ok, chú dặn chú xả thảo lum lại đúng rồi. Thôi nó hú. À, còn đây là một cái cây anh khách là anh này là cây của anh Mát. À, anh Mát ATS đó anh em. Anh này là ở Lâm Đồng. Cây này là anh gắn cây EQ anh ra. Bên mình thì có đầy đủ tất cả các loại EQ cho anh em để lựa chọn nghe anh em. Từ Enza nè. M2 nè, 301 nè, 201 thì C2 nè, MB12 rồi tới 7545 mình cũng có luôn. Tất cả các dòng cho anh em có thể tham khảo lựa chọn. Cái này là xong rồi. Cái này hồi mình test âm thanh demo từng cây rồi mình sẽ gói rồi gửi cho anh ấy thôi. Đó, cái này là đây, đó cái Enza thì nó khác này. Để hồi mình nói sau đi ha, hôm nay mình giới thiệu chơi.
Cây này là cây 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 Yamaha CG150. Rồi bây giờ để con lên lo cho chú ha. Đúng rồi. Đúng rồi, lên lo test lên lo để cho anh em nghe luôn. Đúng rồi. Mà trước khi lên đo là anh em phải xả hạ volume xuống. Đúng rồi, nó hú, nó hú. Một là hú nó lớn quá. Đúng rồi. Mở lên là nó bị hú. Dạ, đúng rồi. Đó. Đó. Đúng rồi, tôi muốn đúng rồi, phải tắt âm ly luôn, phải tắt âm ly luôn. Để nó học khi anh em mà không tắt âm ly là nó sẽ lên, nó sẽ lập vịt vịt chứ. Rồi bây giờ mình mở, chú mở lên đi. Đó. Đó. Rồi chú dặn lâu lum lên chút cũng được, lên rồi đó. Cái delay gì vào chú muốn chỉnh sao chú chỉnh? Delay ở ngoài hả? Delay là ở trong. Gì vào là ở ngoài. Đúng rồi. Ê, có cái này chú mic là chú nói là trong đây nó nghe luôn nè. Alo alo. Dạ vừa thôi chúng được. Con này là cái mic len. Khi mà chú dặn vừa nhỏ nhỏ thôi cái tiếng là mic len nó hút nhiều lắm. Nhưng mà dặn lớn quá nó là nè. Đó, chú nghe thấy không? Đây là cái tiếng. Đây tiếng micro này là cái tiếng micro để chú gõ thùng nè. Đó, chú chỉnh vừa vừa thôi. Vừa gõ rồi chú dặn lên quá là nó sẽ bị hú, để nó hút đó. 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 Cái này mà cho những cái chú này mà xài có một thứ là một vòng mà chứ mà đỡ ngoài mic len đó con. Đó. Chứ là mình ngồi gần cái lo. Nó lo là nó cũng hú đúng rồi. Đúng rồi. Chứ mà phải mình không có mở đó. Mình không có mở mà nó vậy á. Đúng rồi đâu chú. Ồ chú không mở luôn hả? Không mở luôn. Ồ nó hút dữ vậy hả? Alo alo. Nghe nó nghe nghe tiếng rồi. Mở lên là nó sẽ bị hú. Bây giờ chú mở cho mở vừa vừa thôi. Nhiều khi á anh em ngồi gần quá anh em không mở luôn nó cũng vẫn hút. Nhiều khi anh em ngồi gần quá anh em không mở nó vẫn hút bình thường. Mà anh em ngồi xa anh em nhích lên tí xíu. Đúng rồi. Ví dụ bây giờ nhích lên cái là hú nè. Lên nhiều quá nó hú. Thấy chưa? Anh em phải ngồi xa qua anh em nhích lên tí. Đó hút ghê. Rồi chú kết hợp với chân trống rồi. Chứ mời mà. Đó, xe lô bóp của mình đó. Bùm tập tập tắt tập 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 tắt tập tập cái đánh vô này. Đúng rồi, chú đánh đây nó cũng kêu. Ở đâu cũng kêu chứ. Tập 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 tắt tập tập tắt tập tắt tập 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 tắt tập tập tắt tập tắt tập tập. Đó khó rõ hơn đâu. Cái đàn này là hai lần rồi chú. Cảm ơn chú Tấn, vì chú Tấn nhiều. Phím này là đóng không kỹ á chú, cho nên nó bị phù. Rồi con xử lý lại hết trơn là ok rồi. Ok, ok. Con nằm lại luôn cho nó ok. Cái delay thì ở ngoài, delay thì ở trong. Đúng rồi, hai cái ngoài. Thử cái delay. Delay, chú dặn lên là nó nghe nó tiếng lặp lại nè. Đó. Lên thử coi. Đó. Đó. Đó, làm lại làm lại không? Làm lại đó. Chú quýnh không rè nó, chú đưa tay vô là nó kêu luôn. Chứ cái đàn mà cao quá, chú nói như nãy đó, quýnh hồi chán, đau tao đây hồi cái nó chán.
như nãy chú đem lại mà chú hạ ngựa xuống là nó sẽ ghè hết á. Cái đàn anh em mà có tình trạng nó bị rè với anh em cứ gửi qua bên em rồi để em can thiệp, em canh lại cho nó, cho tiếng cho nó ok nhất. Nếu mà làm cái sành cao thì chắc chắn nó không rè, mà quan trọng mình làm cái sành mình chuẩn là gì đâu mà nó vẫn ghè, cái đó mới là quan trọng. Còn nếu mà sành cao thì đường nào mà ghè được, thấy không? Con ngựa mà nó cao quá thì nó đâu có ghè chút, đâu có đường nào ghè. Khi mà mình canh chuẩn hay mình canh hạ thấp hơn cái chuẩn tí mà nó cái đó mà nó rè mới là vấn đề đó. Nè, cái đó con mới xử lý cái vấn đề đó luôn. Wow, ok rồi. Thôi cái clip cũng dài rồi, chắc con chú hai chú cháu mình kết ở đây đi ha. Tạm biệt. Rồi, em có gì ghé xóm Bảo nha. Con cảm ơn chú. Tại dạ. có mình có EQ rồi, EQ này mình chán quá, xài nó không có hiệu ứng, không có phục vụ cho mình nó tốt, thành ra để ghé xóm Bảo gắn cái VM2. Dạ. Chú nói ở dưới bên chú thì cũng có nhiều chỗ. Có nhiều chỗ lắm á. Nguyễn Thị Thực quận 3 nhiều lắm á mà mình không gắn á. Nên là từ đó chú chạy đó nó cũng gần đúng không chú? Đúng rồi. Cũng tội nghiệp đó. Nếu mà từ ở nhà bè đó chú ở đến Nguyễn Thị Thực thì nó quá trời nguyên một cái nguyên một gọi là cái phố đàn luôn. Phố đàn luôn mà chú ấy dẫn đến đây chạy cả tiếng đồng hồ đến đây. Cái này là con cảm ơn chú, cho nên là con mới làm cho chú là tất tần tật hết, như một cây đàn có khoảng 80% mới là bây giờ luôn. Rồi anh em nào có chơi guitar có thích thì cứ ghé xếp Bảo nha. Rồi con cảm ơn chú. Rồi hãy vệ sinh sạch sẽ hết cần đàn luôn á. Dạ sạch sẽ xin là sẽ hết cần đàn, vệ sinh thế này luôn, cái này chú nó đóng sình con trà luôn, trà cho chú hết luôn mọi thứ. Cái này mình tắt à. Rồi chú này khi mà chú lên dắt là nó mở gì hoài, khi nào mà chú rút cái dắt ra nó sẽ tự tắt đó. Nếu mà nó chưa tự tắt thì chú mở cái này đó. Bây giờ chú không có mở cái chân nào mà con ghim dắt vô thì nó cũng vẫn hiện lên màu xanh cho chú nè, thấy không? Mà khi mà chú tắt ra thì nó sẽ mất đó, nó không còn màu xanh là gì. Còn nếu mà nó vẫn còn màu xanh thì chú cứ nhấn vô tắt thì nó tự tắt thôi. Rồi thôi. Hẹn anh em nhảy tiếp cát nha. Mình chào chú, mình chào anh em đi chú Tấn ơi. Chào anh em. Chào anh em nha. Anh em có thích thì cứ ghé xếp Bảo nha, làm kỹ lắm. Dạ. Làm rất hài lòng luôn á. Dạ. Rồi, chào xin chào mọi người, chào anh em.